danh U23 Việt Nam cùng vận động viên ASEAN tự hào Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ 17 giờ đến 19 giờ hôm nay ngày 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Tự hào Việt Nam vinh danh các vận động viên có thành tích cao tại ASEAN 2018. VOV phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Tự hào Việt Nam nhằm tôn vinh những thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội ASEAN 2018 tổ chức tại Indonesia. Trong đó có kỳ tích của đội tuyển Olympic Việt Nam tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục, đồng thời đáp ứng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ. Chương trình diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội từ 17 giờ đến 19 giờ và được phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống đa phương tiện của VOV, bao gồm các kênh phát thanh VOV1, VOV2, các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VOVTV, báo điện tử vov.vn, vtc.vn, ứng dụng VTC Now và tiếp sóng trên một số đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Chương trình Tự hào Việt Nam có hai phần là lễ vinh danh và giao lưu. Tại lễ vinh danh, 50 vận động viên có thành tích xuất sắc tại Á vận hội ASEAN vừa qua sẽ được trao kỷ niệm chương những ngôi sao vàng có khắc chữ cảm ơn niềm tự hào Việt Nam. Trong phần giao lưu, người hâm mộ sẽ được nghe những chia sẻ từ các vận động viên Nguyễn Huy Hoàng huy chương bạc lịch sử của bơi lội Việt Nam, Bùi Thu Thảo huy chương vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam, Dương Thị Thanh Minh huy chương đồng đầu tiên của Việt Nam, Trần Đinh Nam và Nguyễn Văn Chí, những nhà vô địch kiên cường của Pencastilat, đội tuyển rowing nữ, đặc biệt giao lưu với các cầu thủ. We'll be right back.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.